Mai xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Bản tin đang được phát trực tuyến trên các nền tảng số, ứng dụng Hưng Yên TV Go, fanpage Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, website hungyentv.vn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức kỳ họp thứ 14, kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 để xem xét đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2023, đề ra nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Quốc Toàn nhấn mạnh những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2023, như tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm GRDP trên địa bàn tỉnh tăng 8,21%. Kết quả này giúp tỉnh Hưng Yên giữ vững vị trí là một trong những tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao của cả nước và vùng đồng bằng sông Hồng, xếp thứ 7 trên 63 tỉnh thành phố trong cả nước và xếp thứ 4 trên 11 tỉnh thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng. Thu ngân sách trên 15.000 tỷ đồng, đạt 66,4% kế hoạch, tập trung hoàn chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để trình Chính phủ phê duyệt. Kỳ họp này xem xét cho ý kiến trên 30 báo cáo tờ trình của các cơ quan hữu quan. Tỉnh ủy Hưng Yên vừa có kết luận về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường kết nối di sản văn hóa, du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng. Việc điều chỉnh chủ trương này cũng được kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa 17 đang diễn ra xem xét thông qua. Sau điều chỉnh, dự án có chiều dài gần 56 km, điểm đầu tại xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, điểm cuối tại xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên. Đây là dự án nhóm A cấp 2 đồng bằng, trừ hơn 3 km đi trùng với đê tả sông Hồng, còn lại cơ bản mặt cắt ngang của tuyến đường là 43,5m, quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h. Trên tuyến dự kiến có hai cầu vượt qua kênh thủy lợi là cầu Liên Nghĩa và cầu Nghi Xuyên. Sơ bộ tổng mức đầu tư gần 9.300 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, thời gian thực hiện đến năm 2027. Đây là công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm của tỉnh Hưng Yên nhằm kết nối giao thông vùng, hình thành tuyến kết nối các di sản văn hóa tâm linh dọc sông Hồng và là bước đột phá trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Phù Cừ là một trong ba huyện của tỉnh Hưng Yên có diện tích cần thu hồi để xây dựng đường Tân Phúc Võng Phan. Thời gian qua, nhờ công tác tuyên truyền vận động của các cấp chính quyền, người dân trong huyện đã đồng tình ủng hộ và sẵn sàng nhường đất cho dự án. Dự án trọng điểm đường Tân Phúc Võng Phan qua huyện Phù Cừ có 6 xã phải thu hồi đất là Minh Hoàng, Đoàn Đào, Đỉnh Cao, Minh Tiến, Tống Chân và Nguyên Hòa với diện tích gần 65 ha, trong đó có trên 40 ha đất lúa, 10 ha đất giao thông, khoảng 3 ha đất thổ cư, 2 ha đất nuôi trồng thủy sản, gần 1 ha đất nghĩa trang và còn lại gần 9 ha là các diện tích đất khác như đất thủy lợi, trụ sở. Hiện các xã đã cơ bản xác định khu tái định cư mới, quy hoạch nghĩa trang mới có diện tích to đẹp hơn khu cũ. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác vận động tuyên truyền, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân để có sự đồng thuận, để công tác giải phóng mặt bằng hoàn thành và dự án sớm được triển khai. Hôm qua, tỉnh Hưng Yên ghi nhận mức tiêu thụ điện cao nhất sau 26 năm tái lập tỉnh với xấp xỉ 1.000 MW, tăng so với cùng kỳ năm 2022 là 290.000 kW. Theo thông tin từ Phòng Điều độ Công ty Điện lực Hưng Yên, mức tiêu thụ điện trong các giờ cao điểm 3 ngày gần nhất đạt ngưỡng cao nhất trung bình là 980 đến 1.000 MW, trong khi nguồn điện phía Bắc đang sử dụng hết công suất. Theo đó, ngành điện khuyến cáo tất cả các khách hàng sử dụng điện, bao gồm hộ gia đình, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước cần có biện pháp sử dụng điện hiệu quả khoa học, không sử dụng cùng thời điểm nhiều thiết bị điện công suất lớn, đặc biệt là trong các giờ cao điểm trong ngày. Bộ Công Thương cho biết cung ứng điện cho miền Bắc đã bớt căng thẳng từ cuối tháng 6 và sẽ không thiếu điện từ nay tới cuối năm. Tại họp báo Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải khẳng định sẽ không thiếu điện phục vụ sản xuất doanh nghiệp, sinh hoạt người dân từ nay tới cuối năm. Lý giải thêm, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải thông tin điện năng sản xuất nhập khẩu tháng 6 ước đạt hơn 25,3 tỷ kWh, cao hơn 3,4% so với cùng kỳ năm 2022. Tính chung 6 tháng đầu năm, điện sản xuất nhập khẩu hơn 136 tỷ kWh, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Bộ Công Thương đã yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN bám sát điều kiện vận hành hệ thống, thị trường điện, chủ động kịch bản ứng phó khó khăn trong cung ứng điện cũng như điều chỉnh phụ tải trong trường hợp cần thiết. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết tín dụng cho tiêu dùng bất động sản trong 5 tháng đầu năm 2023 giảm 1,32%, trong khi cùng kỳ năm ngoái tăng tới 15%. Về cơ cấu, tín dụng vào kinh doanh bất động sản trong 5 tháng đầu năm
tăng 14%, cho thấy những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường vừa qua cũng đã bắt đầu phát huy tác dụng. Tuy nhiên đáng chú ý là tín dụng cho tiêu dùng bất động sản trong tháng 5 lại giảm 1,32%, trong khi cùng kỳ năm ngoái tăng tới 15%. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết hiện tại, nhà đầu tư bất động sản là cá nhân và người mua nhà để tiêu dùng vẫn chưa sẵn sàng đầu tư nên tín dụng còn đang thấp. Cục An toàn Thông tin cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, tình hình lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam tăng 65% so với cùng kỳ năm ngoái. Các vụ lừa đảo trực tuyến đã và đang diễn biến phức tạp trên môi trường số. Có 3 nhóm lừa đảo chính: giả mạo thương hiệu, chiếm đoạt tài khoản và các hình thức kết hợp khác. Với 24 hình thức lừa đảo đang diễn ra trên không gian mạng Việt Nam, nhắm vào các đối tượng, người cao tuổi với 15 hình thức lừa đảo thường xuyên, trẻ em có 3 hình thức dẫn dụ trên mạng, sinh viên, thanh niên có 13 hình thức, các đối tượng công nhân, người lao động, nhân viên văn phòng bị dẫn dụ với 19 hình thức lừa đảo. Tỉnh Thái Bình có nhiều điểm du lịch nổi tiếng như Chùa Keo, nhà thờ Bác Trạch, biển Cồn Vành. Đặc biệt, gần đây giới trẻ truyền tay nhau về một bãi biển đẹp như tranh vẽ được gọi tên là Biển Vô Cực. Biển Vô Cực nằm trên địa bàn huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, cách trung tâm thành phố Thái Bình khoảng 38 km. Đây thực chất là khu vực đánh bắt cá của người dân địa phương, nhưng được thiên nhiên ưu đãi, ban tặng cho một vẻ đẹp tuyệt mỹ, khiến ai tới đây cũng mê mẩn ngắm nhìn. Đặc biệt, khi thủy triều xuống, nước biển còn cao đến mắt cá chân, đường chân trời dài hàng chục km, tạo nên một khung cảnh rất ảo. Nhiều du khách lựa chọn khoảng thời gian lúc 5 giờ sáng để đón bình minh ở Biển Vô Cực. Lúc này biển như một tấm gương khổng lồ phản chiếu ánh bình minh. Chuyển sang phần tin quốc tế. Tất cả thẩm mỹ viện ở Afghanistan phải đóng cửa trong vòng một tháng. Đây là mệnh lệnh mới nhất mà chính quyền Taliban tại nước này đưa ra để giới hạn phụ nữ tiếp cận những nơi công cộng. Tại Afghanistan, các cơ sở làm đẹp đã xuất hiện nhiều ở thủ đô Kabul và các thành phố khác kể từ cuối năm 2001. Nhiều thẩm mỹ viện vẫn mở cửa sau khi Taliban quay trở lại nắm quyền cách đây 2 năm để đem lại việc làm cho một số phụ nữ và cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Taliban trở lại nắm quyền ở Afghanistan từ tháng 8 năm 2021. Dù cam kết áp dụng các quy định Hồi giáo mềm dẻo hơn so với giai đoạn cầm quyền đầu tiên 1996-2001, nhưng Taliban đã từng bước đưa ra các biện pháp hạn chế đời sống xã hội, nhất là đối với phụ nữ. Theo dữ liệu của Trung tâm Dự báo Môi trường Mỹ, ngày 3 tháng 7 vừa qua là ngày nóng nhất từng được ghi nhận trên toàn cầu. Trung tâm Dự báo Môi trường Mỹ cho hay, trong bối cảnh hàng loạt đợt nắng nóng bùng phát trên khắp thế giới, nhiệt độ trung bình toàn cầu vào ngày 3 tháng 7 là 17,01 độ C, vượt qua kỷ lục trước đó vào tháng 8 năm 2016 là 16,92 độ C. Các nhà khoa học cho biết, biến đổi khí hậu kết hợp với El Nino là nguyên nhân gây ra tình trạng này. Việc khai thác và sử dụng than, dầu, khí ga không chỉ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của con người, mà còn là nguyên nhân chính gây ra tình trạng nóng lên toàn cầu và dẫn đến một tương lai ảm đạm của thời tiết thế giới trong tương lai. Người dân thủ đô Havana, Cuba hiện đang phải đối mặt với thực trạng thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Điều này càng làm sâu sắc thêm các vấn đề dân sinh còn tồn đọng, trong khi chính phủ Cuba đang nỗ lực cải thiện đời sống của người dân. Nước hiện là mặt hàng khan hiếm với hàng nghìn cư dân ở thủ đô Cuba. Theo truyền thông nhà nước, sự thiếu nước xảy ra do cơ sở hạ tầng cũ kỹ xuống cấp ảnh hưởng đến khoảng 100.000 đến 200.000 cư dân, tức khoảng 10% dân số của thành phố. Ngoài ra, hạn hán do biến đổi khí hậu cũng là một yếu tố. Thiếu nước đang là một vấn đề mới nổi, nối tiếp danh sách những rắc rối ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của nhiều cư dân Havana. Các biện pháp trừng phạt cứng rắn của Mỹ, du lịch sa sút, lạm phát tăng vọt và nguồn cung thực phẩm, thuốc men và nhiên liệu thiếu hụt, tất cả đang giáng đòn mạnh vào hòn đảo này. Ngày 4 tháng 7, chính phủ Hà Lan cho biết sẽ gần như cấm sử dụng điện thoại di động, máy tính bảng và đồng hồ thông minh trong lớp học ở nước này từ ngày 1 tháng 1, 2024 nhằm hạn chế sự phân tâm của học sinh. Bộ trưởng Giáo dục Hà Lan nhấn mạnh, mặc dù điện thoại di động gắn liền với cuộc sống của chúng ta, nhưng chúng không thuộc về lớp học. Học sinh cần tập trung và cần được tạo cơ hội để học tập tốt.
Theo Bộ Giáo dục Hà Lan, các trường có thể thực hiện các cách thức riêng để triển khai lệnh cấm. Nhưng đến mùa hè năm 2024, nếu lệnh cấm không được thực thi, trường học đó sẽ phải chịu các biện pháp pháp lý. Tuy nhiên, vẫn có những ngoại lệ trong lệnh cấm. Theo đó, các thiết bị chỉ được phép sử dụng trong trường hợp đặc biệt cần thiết như trong các tiết học về kỹ thuật số, vì lý do sức khỏe hoặc người khuyết tật. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.